Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giờ Cách Sổ trên kênh truyền hình SBNC. Và ở phần 2 của chương trình, như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những thông tin trong nước cũng như là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Và thưa quý vị, mở đầu sẽ là những thông tin trong nước nổi bật. Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam vừa chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mở rộng thêm 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần thứ hai công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display điều chỉnh mở rộng nâng tổng vốn đầu tư của công ty tại Bắc Ninh lên 6,5 tỷ đô la Mỹ. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ nâng công suất sản xuất của công ty từ 180 triệu sản phẩm lên 220 triệu sản phẩm một năm. Qua đó góp phần tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp, nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Và phát biểu tại buổi lễ thì ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh nhấn mạnh việc trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án mở rộng cho công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display đánh dấu một mốc mới về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đó cũng là sự khẳng định môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, đầy tiềm năng và quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa Samsung và tỉnh Bắc Ninh. Và thưa quý vị, cùng với dự án đầu tư mở rộng của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong, thì đến nay tỉnh Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho gần 1.000 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho hơn 230.000 lao động và giá trị xuất khẩu đạt hơn 23,5 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, mã là PNG trên sàn HOSE, cho biết sẽ phát hành 9,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn kinh doanh. Và theo đó, ngay trong năm nay thì PNG sẽ thực hiện phương án phát hành số cổ phiếu riêng lẻ trên với giá tối thiểu không thấp hơn 10% đến 15% giá đóng cửa tại ngày có công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành theo hình thức riêng lẻ. Và dự kiến việc chào bán thành công, vốn điều lệ của PNG sẽ tăng lên hơn 1.081 tỷ đồng. Kết thúc năm 2016 vừa qua, thì PNG đã ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt hơn 8.564 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 6 lần năm 2015, đạt 450,1 tỷ đồng. Và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, thì tổng tài sản của công ty cũng đã tăng thêm 617 tỷ đồng, lên hơn 3.593 tỷ đồng thưa quý vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch thương mại Kiên Giang sẽ tổ chức bán đấu giá lần đầu ra công chúng vào ngày 29 tháng 3 tới đây. Dự kiến sẽ có hơn 5,2 triệu cổ phiếu được bán đấu giá lần này với giá khởi điểm là 10.200 đồng một cổ phiếu và vốn điều lệ dự kiến sau IPO là gần 365 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch thương mại Kiên Giang được thành lập vào năm 2010 là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, được phép tổ chức cung ứng kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề như kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo và nông sản khác, nhập khẩu phân bón, ô tô các loại, xay xát chế biến gạo, kinh doanh dịch vụ nhà hàng và một số lĩnh vực khác. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Hoàng gia Scotland RBS tiếp tục kéo dài không khí ảm đạm trong các bản báo cáo tài chính khi báo lỗ năm thứ 9 liên tiếp sau khi khép lại năm 2016. Và cụ thể thì trong năm vừa qua, lợi nhuận của ngân hàng này đã suy giảm đến gần 7 tỷ bảng Anh, tức tương đương gần 9 tỷ đô la Mỹ. Và con số này tồi tệ hơn rất nhiều so với khoản lỗ gần 2 tỷ bảng Anh của RBS hồi năm ngoái. Và đáng chú ý là tình trạng âm của những bản báo cáo lợi nhuận là điều không xa lạ gì đối với RBS. Kể từ năm 2007 cho đến nay, trong những năm qua thì RBS đã liên tục trải qua những khoản thất thoát tài chính lớn do bù đắp vào chi phí tái cơ cấu và cả những khoản tiền phạt phải đóng cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhận định triển vọng về năm 2017 này thì RBS cho rằng đây sẽ là năm cuối cùng mà ngân hàng này phải chịu lỗ trước khi khép lại một chương ảm đạm trong lịch sử tồn tại suốt 290 năm qua của ngân hàng. Và tính đến hiện nay, tất cả các khoản lỗ trong những năm qua mà RBS phải gánh lên đến sắp xỉ 60 tỷ bảng Anh. Và thưa quý vị, kế hoạch trong vòng 4 năm tới thì RBS dự tính sẽ cắt giảm khoảng 2 tỷ bảng Anh chi phí hoạt động nhằm đối phó với tình trạng lãi suất thấp tại các nền kinh tế châu Âu, khiến cho hoạt động sinh lời của hệ thống ngân hàng này liên tục gặp khó trong thời gian qua. Kính thưa quý vị, vượt qua những lùm xùm sau khoảng thời gian đối diện với vụ bê bối gian lận khí thải thì Volkswagen mới đây đã tự tin dự báo lợi nhuận trong năm 2017 của hãng có thể sẽ tăng trưởng ổn định. Và động lực chính khiến cho Volkswagen tự tin sẽ đạt được báo cáo lợi nhuận khả quan trong năm 2017 đến từ doanh số kỷ lục của các dòng xe mang thương hiệu Audi và Porsche.
Và cụ thể thì hãng xe của Đức dự báo tăng trưởng lợi nhuận của hãng có thể dao động trong khoảng từ 6 đến 7% trong năm 2017 này. Kết quả này của năm 2016 vừa qua là 6,7%. Và theo ông Matthias Müller, CEO của hãng xe Volkswagen, thì năm 2016 vừa qua có thể xem là một năm nhiều thách thức đối với hãng xe Volkswagen và một năm đã chứng kiến những thăng trầm của hãng xe nước Đức trong cuộc khủng hoảng gian lận khí thải, và quan trọng chính là một năm ghi dấu rất nhiều nỗ lực vượt qua khủng hoảng của Volkswagen. Và tuy nhiên, những con số báo cáo tài chính hiện nay cho thấy thì năm 2016 cũng được xem là một năm thành công đối với hãng xe này. Trong năm 2017, Volkswagen dự kiến sẽ điều chỉnh lương đối với nhân sự cấp cao của hãng sau khi đối mặt với nhiều ý kiến giận dữ về các khoản thưởng của doanh nghiệp sau vụ bê bối hồi năm 2015. Theo quy định mới đã được thông qua, thì cùng với dự báo lợi nhuận tăng trưởng trong năm nay, Volkswagen dự kiến sẽ tăng lương cho giám đốc điều hành của hãng lên khoảng 10 triệu euro và các nhân sự quản lý cấp cao khác vào khoảng 5,5 triệu euro mỗi năm. Và tiếp nối chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, chứng khoán Mỹ đã trải qua một phiên giao dịch tích cực trong ngày cuối tuần qua nhờ sức bật của nhóm cổ phiếu ngành tiện ích. Và khép phiên giao dịch cuối tuần tại phố Wall, chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt là 0,15 và 0,17%. Riêng Dow Jones lập kỷ lục có được đà tăng 11 phiên, đồng thời trở thành chuỗi tăng điểm tốt nhất trong vòng 25 năm qua sau khi khép phiên với mức tăng nhẹ 0,05%. Và thưa quý vị, nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm thông tin chi tiết về các kế hoạch của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả tuyên bố hôm tuần trước là sẽ mang lại hàng triệu việc làm cho người dân Mỹ. Các mã cổ phiếu diễn biến trái chiều trước khi tân Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào thứ Ba ngày 28 tháng 2. Trước đó, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ ông Steven Mnuchin cho biết bất kỳ chính sách mới nào nếu được đưa ra cũng sẽ chỉ tác động có giới hạn đến nước Mỹ trong năm nay. Nhóm ngành tiện ích biểu hiện tốt nhất trong 11 chỉ số chính tại S&P 500 góp phần hỗ trợ tích cực cho thị trường. Trong đó nổi bật nhất là cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp dịch vụ công cộng PSEG với mức tăng trên 3%. Còn ngược chiều với đà tăng tích cực này thì phố Wall lại bị giật lùi trong phiên bởi nhóm ngành tài chính, vốn là nhóm có kết quả tăng trưởng tốt nhất kể từ sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Cổ phiếu của đại gia tài chính Goldman Sachs mất 1,5% trong phiên này, thưa quý vị. Thưa quý vị, chứng khoán Á chìm trong sắc đỏ ngay khi bắt đầu phiên giao dịch của tuần mới. Áp lực chính đến từ sự diễn biến bất lợi của tỷ giá và thông tin kém tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Khi phiên đầu tuần thì sắc đỏ tràn ngập hầu hết các chỉ số chính trên toàn sàn châu Á, trong đó thì chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm sâu nhất khi mất gần 1%. Khi chiều Nhật Bản chịu tác động tiêu cực từ sự biến động của tỷ giá đồng yên so với đô la Mỹ, theo đó thì việc đồng yên của Nhật trong phiên ngày 27 tháng 2 mạnh lên so với cuối tuần trước đã khiến các mã xuất khẩu chủ lực không tránh được một phiên giảm điểm. Các cổ phiếu như là Toyota và Sony thì mất gần 1%, trong khi cổ phiếu của Honda cũng mất đến hơn 1,6%. Và thưa quý vị, đi ngược chiều với thị trường, một mã đáng chú ý khác tại Nhật Bản là Takata lại trải qua phiên đầu tuần khởi sắc khi tăng gần 0,4%. Trước đó, thì tờ Wall Street Journal đã phát đi thông tin cho biết hãng sản xuất túi khí này sẽ thuê luật sư nổi tiếng Kenneth Faber tranh luận về khoản tiền bồi thường 125 triệu đô la Mỹ cho các nạn nhân sau scandal lỗi túi khí. Tương tự những gì đã diễn ra tại phố Wall đêm trước, các mã ngành công nghệ tại châu Á cũng trải qua một phiên giao dịch kém tích cực. Cổ phiếu của đại gia công nghệ SoftBank giảm hơn 2,3% sau khi tập đoàn này công bố hủy kế hoạch đầu tư vào công ty WeWork của Mỹ. Cổ phiếu Blue Chip Samsung tại Hàn Quốc cũng giảm hơn 0,5%, bất chấp việc đưa ra thông báo sẽ công bố sản phẩm flagship Galaxy S8 vào cuối tháng 3 tới của hãng này. Và nhìn chung thì các sàn chính khác tại châu Á như là Úc, Trung Quốc Đại Lục hay là Hồng Kông đều khép phiên bằng sắc đỏ bao trùm trên diện rộng trong phiên đầu tuần, thưa quý vị. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục giữ kênh để đón theo dõi phần tiếp theo của chương trình và cùng gặp lại chuyên gia chứng khoán đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng.